tên là Lê Thành Đạt, em đang học ở trường South Australia. Em đang học chương trình tiếng Anh bên Úc và em đang chuẩn bị học bên ngành cơ khí, kỹ sư cơ khí của Úc. Đầu tiên là do là anh hai em đang đi làm ở bên Úc, do vừa học xong cũng ngành kỹ sư nhưng mà kỹ sư về điện xe hơi, cũng là do anh em thúc đẩy em đi học, bởi vì anh hai em nói là bên Úc có rất nhiều cơ hội để em phát triển bản thân và cái ngành em mong muốn. Thứ hai là cái niềm đam mê xe cổ của em xuất phát từ khi mà em vào đại học năm nhất ở Việt Nam. Em gặp rất nhiều bạn bè chơi xe và họ cũng thúc đẩy em về nên đi học ngành cơ khí hơn là học ở Việt Nam. Đầu tiên là em muốn đăng ký IELTS, nhưng mà khi em tới IDP thì các chị tư vấn cho em về vấn đề đi du học và em thấy cái điều đó hợp lý với em hơn, bởi vì em muốn học chương trình tiếng Anh bên Úc trước, sau đó là em lên đại học học sau. Cái quá trình làm hồ sơ của em thì làm rất là nhanh và cũng có kết quả rất là nhanh, chỉ sau vài tuần. Giờ thì học online cũng mới đối với em, tại vì lần đầu tiên em học online tại Việt Nam với chương trình bên Úc thì cái múi giờ nó khá là chênh lệch nhau, nhưng mà với thời gian dài thì em cũng quen tới với điều đó. Có hai điều em cảm thấy học online bên Úc tốt là em có thời gian rảnh rỗi bên gia đình, bạn bè có thể sắp xếp công việc riêng của em. Điều thứ hai là em có thể tiếp cận được những công nghệ mới để có thể áp dụng cho sau này cho công việc của em. Nhân dịp 25 năm thành lập công ty IDP thì em chúc anh chị dồi dào sức khỏe và có nhiều bạn học sinh đến với anh chị để anh chị có thể chăm sóc và hỗ trợ mấy bạn hết sức có thể để được đi Úc giống như em.